Con gái của ông có ý đồ cố tình dụ dỗ thằng con trai của tôi. Tôi nghĩ ông là người lớn thì ông nên khuyên con gái của ông từ bỏ ý định đó đi. Trùng hợp quá ha. Rõ ràng hai người đang tình tứ với nhau. Anh chọn đi. Một là nhà nghỉ việc, hai là ly hôn với em.